Số 1 có. Triển khai trinh sát đám cháy. Có. Các số còn lại hỗ trợ cứu người bị nạn. Có. Các xe còn lại triển khai đội hình chữa cháy và chống cháy lan. Thằng Minh nhà mình giờ này đang đi làm nhiệm vụ. Đám cháy to lắm. Ông sống khôn thác thiêng, ông hãy phù hộ độ trì cho con mình thoát khỏi nguy hiểm ông nhá. Ngoan, hỗ trợ cứu người. Rõ. Các xe chú ý, ra nước. Chồng chị lại đang chỉ huy chữa cháy này. Cũng giống như mình thôi, sống trong giấc mơ 24/7/365. Mà tại sao anh Minh nhà chị không lấy câu đấy cho bên phòng cháy chữa cháy nhở? Bác sĩ cấp cứu cũng giống như là lính chữa cháy ấy. Nói ít, làm nhiều. Em tập trung làm việc đi. Nào, tất cả tập trung. Cháy công ty cổ phần Phú Hoàng, ban giám đốc yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp cứu thảm họa. Vì vậy tôi yêu cầu toàn bộ các bác sĩ và điều dưỡng ở lại tăng cường. Tính, sao rồi? Tình hình bên trong rất phức tạp anh ạ. Tiếp tục tìm kiếm người bị nạn. Rõ.